Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh và Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ bí mật sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch. Được thần tài đích danh gọi tên Ban Lộc, trúng số phát tài chỉ sau một đêm, đổi đời làm đại gia. Quý mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thân mến, nhiều người than phiền với tôi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ cày như trâu, như ngựa, mà cuộc sống vẫn cứ mãi bị cái đói, cái khổ vây hãm, không có lối thoát. Từ thuở ấu thơ, phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết, đã vậy đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội, về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lổng, không chịu học hành. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì thiếu tiền. Nhìn bạn bè trăng lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ, có ngày mình lại được các tinh soi chiếu, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm, chỉ cần quý cô bác nghe hết bài luận giải này. Giới tiên tri tử vi còn hé lộ bí mật, tuổi Đinh Mùi 1967, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch, tháng đầu tiên của năm mới 2024, chỉ cần cô bác tránh được 3 điều này, sẽ lội ngược dòng thành công, đắc thời phất lên, có tiền, có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình. Vậy, vận trình tuổi Đinh Mùi sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng Tết năm 2024 âm lịch? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong 12 con giáp, Đinh Mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu. Trẻ em tuổi Đinh Mùi thường hiền lành, ngoan ngoãn, dễ bảo, đôi khi còn có sự nhút nhát, bẽn lẽn đáng yêu, dễ tạo thiện cảm. Những nét tính cách này có thể theo cả tới khi trưởng thành, bởi đây dường như là đặc trưng cơ bản nhất của người tuổi Đinh Mùi. Nếu đường đời được thuận lợi, thì sẽ có được vẻ phong nhã, thanh nhàn. Nhưng nếu cuộc sống không được như ý, gặp nhiều vất vả, gian truân thất bại, thì Đinh Mùi lại trở nên rất bi quan, ủy mị chán trường. Với cách hành sự luôn thể hiện sự chân thành ấm áp lại thêm vẻ thanh nhã, Đinh Mùi thường được kính trọng, vạn người ngưỡng mộ, họ luôn sống theo nguyên tắc tự do, phóng khoáng, và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu, khoan dung, họ là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà, bản tính lại rất yêu trẻ con và vật nuôi, nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén, chèn ép nào. Không bao giờ có thể ép buộc họ làm điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của Đinh Mùi, họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn. Trong cuộc đời của Đinh Mùi, hiếm khi phải lo lắng về ba điều thiết yếu trong đời sống, gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở. Dù đi bất cứ đâu thì họ cũng dễ dàng kết bạn, vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Đinh Mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện, họ không chỉ được bạn đời yêu thương mà còn được họ hàng quý mến. Dân gian cho rằng tuổi Đinh Mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy, nhưng thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào thì Đinh Mùi cũng không cần quá lo, bởi vận số may mắn sẽ được quý nhân phù trợ, nhận được sự chủ động giúp đỡ từ những người xung quanh, dù trong cảnh khốn cùng thì vẫn có thể xoay sở vượt qua. Nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội, nhìn chung Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại, bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân.
Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú, họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngần từ chối, nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để sự việc diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Khó ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của Đinh Mùi. Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp. Khi có tranh cãi hay bất hòa, họ dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Đinh Mùi rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh Mùi cũng không thích nói thẳng, vì vậy, đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn, trực diện, khiến người khác cảm thấy lòng vòng, rắc rối, bực mình. Nhưng đó là bản tính của họ, đừng hy vọng họ xô bồ trong thái độ cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ. Những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ. Những ai muốn thực sự hiểu thấu họ thì cần phải kiên trì dành thời gian để hiểu từng chút một. Người nghe hãy từ tốn gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình. Để biết hết những suy nghĩ, cảm nhận của họ có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng, không thích thẳng thắn trực diện này chính là vì họ luôn biết chừa cho mình một đường lui. Vì tính cách mềm mỏng, hơi thiếu quả quyết nên Đinh Mùi cần hợp tác với những người có tính cách mạnh mẽ. Chỉ có kỷ luật thép thì họ mới bớt sự thông dong, nhàn hạ để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thật sự chăm chỉ để có hiệu quả. Đinh Mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc, gắn bó rất mật thiết với gia đình. Dường như Đinh Mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất. Họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực, vì vậy họ cũng luôn mong những người xung quanh sẽ vực tinh thần họ dậy. Họ rất dễ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Với bản tính chân thành và điềm tĩnh, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương, khi cần họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Họ không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi vã, xung đột đang xảy ra. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Họ rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của bản thân. Nhìn chung trong công việc, mọi người vẫn muốn được hợp tác, làm việc cùng Đinh Mùi bởi tâm tính thiện lương, tính tình hiền lành, khả năng hòa đồng nên họ cũng có thể phát huy năng lực trong tập thể. Điều này sẽ giúp ít nhiều cho sự nghiệp của họ. Sau đây sẽ là đánh giá tổng quan tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Có thể nói rằng, tháng Tết năm 2024 âm lịch là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với Đinh Mùi, mệnh chủ nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả. Nhờ có nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ, bước sang năm mới, bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi làm việc. Đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp bạn chịu được khó khăn, vất vả, sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công. Sự chăm chỉ cần cù sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế, nhận được sự tôn trọng và nể phục của mọi người xung quanh. Lại thêm việc giao tiếp giỏi, bạn có thể nhanh chóng mở mạng lưới khách hàng, đối tác của mình, chuyện làm ăn nhờ đó mà tiến triển tương đối tích cực. Dù có thể bạn sẽ chưa kiếm được một khoản bộn tiền ngay lập tức, nhưng hãy cứ mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch sẵn từ trước. Từ đó bạn có thể dần dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình. Hơn nữa, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Đáng tiếc là chuyện tình cảm lại chưa có những điểm sáng đáng mừng. Bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên quên mất chuyện yêu đương hoặc quan tâm đến những người thân thiết nhất. Tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của tuổi Đinh Mùi khuyên bạn hãy kịp thời nhắc nhở bản thân. Hãy cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, đừng để đến khi tình cảm phai nhạt rồi mới cảm thấy hối tiếc và tìm cách vãn hồi. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch, Đinh Mùi có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận những điều may mắn đến với mình trong năm mới. Sự chăm chỉ, chịu khó sẽ đem lại cho bạn những thành quả tương xứng, giúp bạn càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đem lại nhiều tác động tích cực đến vận trình sự nghiệp của con giáp này. Trong thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì bạn nên nhanh chóng lập ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cho bản thân mình. Chỉ cần lên được những kế hoạch sát với thực tế, phù hợp với năng lực của bản thân và mang tính thách thức là bạn có thể dần dần vươn lên, khẳng định bản thân, khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Trong quá trình chinh phục đỉnh cao, có thể bạn sẽ phải vất vả một chút,
nhưng nhờ tinh thần lạc quan, tích cực mà bạn có thể thuận lợi vượt qua, thậm chí khi trải qua khó khăn, thì bạn mới nhận ra được điểm mạnh của mình hoặc kết giao được với những đối tác, đồng nghiệp cùng chung chí hướng, đôi bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Cát tinh tử vi cũng góp phần giúp cho con đường tiến thân của bạn thêm phần hanh thông, thuận lợi. Bạn có thể gặp được những người hướng dẫn, chỉ đường dẫn lối, khiến những người còn đang băn khoăn với những sự lựa chọn cho tương lai thêm vững tin vào bản thân mình. Hãy nắm bắt cơ hội học hỏi điều hay từ đối phương, bạn sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng hơn nhiều. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch chỉ ra rằng con đường tài lộc của Đinh Mùi sẽ có những bước tiến triển tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho phép bạn có những suy nghĩ lạc quan hơn về tương lai của mình. Có thể ngay trong tháng này bạn không thu được một khoản bộn tiền, song mọi việc đang dần dần đi vào quỹ đạo, đồng lương chảy vào túi cũng đều đặn hơn, bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu hay phải vay mượn người khác. Người làm ăn kinh doanh có khả năng giao tiếp giỏi, biết thuyết phục mọi người nên dễ tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những khách hàng, đối tác của bạn trong thời điểm này thậm chí có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Vì thế, hãy chủ động giữ mối quan hệ với họ để có thể hợp tác lâu dài. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích tốt trong sự nghiệp nên dễ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, xứng đáng với những đóng góp cho tập thể. Bạn cũng có thể đưa ra những ý kiến đóng góp thích đáng, giúp tập thể vượt qua được khó khăn, thậm chí đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Tử vi cát tinh cũng giúp cho mọi việc tiến triển thêm phần thuận lợi, do đó nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường nào thì bạn cũng nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện, bạn có thể phát hiện ra nhiều nhân tố mới có thể áp dụng vào thực tế công việc. Sự chăm chỉ, cần cù, không ngại khó, không ngại khổ cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt tới thành công hơn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Trái ngược với những tiến triển tích cực trên phương diện sự nghiệp và tài lộc thì con đường tình duyên của Đinh Mùi lại khá ảm đạm. Có lẽ bạn cần xem xét lại những điều bản thân đã làm để có hướng thay đổi phù hợp. Người độc thân có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm vì bạn cho rằng nên dành thời gian để phát triển bản thân và cống hiến cho sự nghiệp thì có ý nghĩa hơn nhiều. Hơn nữa, bạn thường có cái nhìn khá khắt khe về mọi người xung quanh nên ít khi nảy sinh thiện cảm với người khác. Thời điểm này, bạn thường từ chối những lời giới thiệu của người khác hoặc có đi gặp mặt thì cũng đi với tinh thần bị ép buộc. Bạn chưa thực sự muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết với bất cứ ai nên không chủ động gợi mở, cũng không chủ động giữ liên lạc. Người đã lập gia đình không nên tiếp tục lạnh nhạt với nửa kia của mình vì bạn nghĩ rằng mình cố gắng làm việc là để đem lại cuộc sống sung túc hơn cho người nhà. Nhưng bạn lại chưa từng cân nhắc xem điều mọi người thực sự mong muốn là gì. Nếu được, hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng tình cảm và sự nghiệp, không để phương diện nào chiếm thế chủ đạo. Nếu bạn quá thờ ơ với gia đình, tình cảm giữa các thành viên sẽ dần trở nên lạnh nhạt, đến khi bạn thấy hối hận thì có thể đã muộn rồi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Sức khỏe của Đinh Mùi không có nhiều biến động trong tháng Tết năm 2024 âm lịch này. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, mở rộng mối quan hệ. Không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc sống trong thế giới riêng. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự, trao đổi với người đáng tin cậy. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tử vi tuần 1 tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới nhận thấy, Đinh Mùi có nhiều dự định trong công việc, bạn nhận được sự nâng đỡ của cát tinh nên phần nào cũng hoàn thành được kế hoạch. Giữa tuần là thời điểm thuận lợi để con giáp này triển khai đẩy mạnh. Lúc này, bạn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp, sự giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên. Ngoài ra, thực thần giúp mệnh chủ có tài ngoại giao, bạn biết cách hòa nhập với môi trường mới rất nhanh chóng nên thích nghi tốt với điều kiện, hoàn cảnh. Kể cả bất ngờ được giao nhiệm vụ thì bạn cũng không hề nao núng mà tự tin gặt hái được kết quả, khiến người khác phải bất ngờ, tài lộc cũng theo đó mà kéo tới, càng ngày thu nhập càng tốt hơn. Nhưng vấn đề tình cảm lại không suôn sẻ, khiến tinh thần của bạn trùng xuống,
tuy có nhiều cơ hội, nhưng bạn đều bỏ lỡ, rung động mà chẳng dám hành động, nên vẫn chưa thành đôi. Với người đang yêu hay đã kết hôn thì mối quan hệ ổn định, song có phần nhàm chán, cần thêm sự kích thích, đổi mới để thay đổi nhịp sống mờ nhạt. Buồn tẻ, chủ động mở lời hẹn hò sẽ là chìa khóa thành công cho bạn. Đừng ngại ngùng, cả khi người đó chưa bật tín hiệu đèn xanh hay nếu bạn là nữ giới. Không hơn thua gì một lời mời, có thể sẽ bị từ chối, nhưng đó là dấu hiệu của sự khởi đầu tích cực. Bạn dám thay đổi thì nhân duyên sẽ có nhiều mới mẻ. Tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tuần này, Đinh Mùi có thiên đức cát lợi, vừa hài hòa lại may mắn, giúp cho vận trình hướng về trạng thái cân bằng. Tuy vẫn còn nhiều mệt mỏi, chưa thể giải quyết, nhưng ít nhất bạn cũng đã thấy một hướng đi tươi sáng, mới mẻ. Đối với tiền bạc, thoát được khỏi cảnh nợ nần, túng thiếu, chính là điểm quá tốt trong thời gian này rồi. Thiên đức còn đặc biệt xoa dịu tâm trạng buồn bực của mệnh chủ, giúp hàn gắn các mối quan hệ tình cảm đã rạn nứt từ trước. Với những người đang yêu nhau thực sự, thì quý nhân này góp công không nhỏ trong việc cả hai nhìn nhận lại chính mình. Hãy trân trọng những điều đang có, bỏ qua lỗi lầm cho nhau và cùng hướng về phía trước. Tài lộc trong tuần mới có khởi sắc, chính tài khôi phục, giúp Đinh Mùi có thêm đồng ra, đồng vào, trang trải các khoản chi tiêu, thực ra thì vẫn chưa đủ, còn nợ lại, nhưng ít thôi, bạn cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ, cố gắng như hiện nay thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành đầy đủ và còn dư ra nữa, nên đừng quá lo lắng. Có lo thì hãy quan tâm tới công việc, đề phòng sự gièm pha của đối thủ, đừng gây ra lỗi lầm nào để người khác bắt được, hòa nhã với người ngay, không ai tử tế với kẻ gian. Đừng thỏa hiệp trước, những người có ý định cố tình chơi xấu bạn nên tránh càng xa càng tốt để không trở thành nạn nhân cho những âm mưu toan tính của họ. Tử vi tuần 3 tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tuần này Đinh Mùi có dịch mã xuất hiện nên vận trình đầy áp sự chuyển động với nhịp độ nhanh và mạnh. Nếu có thể bắt kịp với những thay đổi liên tục, không ngại đi xa, năng động và tự chủ, thì bạn sẽ kiếm được không ít tiền, tuy mệt và vất vả, nhưng cũng là trải nghiệm rất tốt. Đừng nên bỏ lỡ công việc có nhiều chuyển biến, có thể bạn sẽ thay đổi địa điểm làm việc, thay đổi môi trường, hoặc chuyển sang làm ở vị trí khác, không thể nói trước được là sự điều chỉnh này tốt hay xấu. Đó vừa là thời cơ, nhưng đồng thời cũng là thử thách rất lớn đối với bạn trong thời điểm này. Người độc thân gặp đào hoa, nhưng là đào hoa sát, bạn nên thận trọng trong các mối quan hệ với người khác giới, tránh rước phiền phức vào thân. Người đã có gia đình, nhất định phải tăng cường bồi dưỡng tình cảm với đối phương để tránh có người thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc. Ra ngoài đề phòng tranh cãi, bất luận là đúng sai thế nào, thì bạn cũng chút bực vào thân, chuyện gì có thể bỏ qua thì nên để nó qua đi, đừng quá sân si. Tính toán, hãy để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, nhưng nhịn bao dung một chút cũng chẳng làm bạn thiệt đi đâu, mà ngược lại còn tích thêm phúc báo. Xem tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Đinh Mùi chuẩn bị đón một tuần khá nhiều thay đổi trong cuộc sống. Trong tuần có điểm báo chuyển đổi công việc hoặc môi trường làm việc, bạn đi nhiều hơn, giao tiếp với nhiều người hơn và bận rộn với những dự định cho cả năm mới. Có thể nói, bạn đang thực sự bước vào giai đoạn gấp rút, sự nghiệp tốt, có những bước tiến dài. Tham vọng của bạn không hề nhỏ nên áp lực lớn là chuyện đương nhiên. Bạn chấp nhận, thậm chí còn sẵn sàng đón nhận nó như là một thử thách quan trọng để mình tiến lên vị trí tốt hơn. Cát tinh tử vi là ngôi sao thông thái đang chiếu rọi và chỉ lối cho mệnh chủ trong tuần này. Những người làm việc về văn chương, sách, xuất bản hay nghệ thuật truyền thông sẽ đón những tin tức khả quan hoặc có hợp đồng mới, nhưng cũng đừng mãi mê làm việc mà quên chăm lo cho sức khỏe nhé. Thời tiết đầu năm mới vẫn còn rất lạnh, càng lạnh lẽo thì càng dễ ốm, cơ thể sẽ cần nhiều năng lượng để giữ ấm, ăn đủ 3 bữa mỗi ngày và bổ sung thực phẩm tính ấm vào bữa ăn để có đầy đủ sức khỏe làm việc nhé. Về chuyện tình cảm, quá bận nên bạn không có thời gian yêu đương, sự quan tâm tới gia đình cũng khá ít ỏi. Việc lơ là người thân sẽ được thông cảm trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng đừng kéo dài vì hậu quả sẽ lớn đấy. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau tốt cho mọi việc, vậy bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 này sẽ mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin,
cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt, cùng sự tốt lành may mắn, để gia chủ thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm, đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 9 tháng 1 năm 2024 là khởi công tạo tác, cho nên việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt, cùng sự tốt lành may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác, nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ thuận lợi, mà ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cho nên mọi chuyện cũng trôi chảy nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, con người ta sẽ luôn gặp những điều không vui trong cuộc sống hoặc gặp phải những người khó ưa, nhưng một số người trở nên cáu kỉnh và bồn chồn khi họ gặp phải điều gì đó không vừa ý, rồi đổ dồn sự nóng nảy bực tức lên đồ vật hoặc những người xung quanh. Điều này khá trẻ con, mất bình tĩnh không giải quyết được vấn đề nào hết, mà chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Phản ứng đầu tiên của một người khôn ngoan khi đối mặt với sự cố thực sự không phải là phàn nàn hay nổi nóng, mà là bình tĩnh và tìm hiểu xem có gì không ổn, sự việc ra sao. Hãy tìm hiểu kỹ vấn đề và sau đó nghĩ ra các biện pháp đối phó để giải quyết nó thay vì nổi máu điên lên. Câu chuyện về sự tức giận sau đây sẽ giúp bạn hiểu thêm phần nào. Chuyện kể rằng, một cặp vợ chồng đang lái xe về nhà thì người vợ vô tình điều khiển xe tông vào trụ cứu hỏa, khiến xe bị lật và cả hai đều bị thương. Trong lúc người chồng còn đang bàng hoàng, anh ta thấy vợ vẫn ổn, nên anh ta vẫn tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh, yêu cầu chụp ảnh chung với vợ để ghi lại khoảnh khắc này. Thử nghĩ xem nếu thay vào đó là một người chồng mất bình tĩnh khi gặp khó khăn, lập tức đổ lỗi cho vợ, không lái xe tốt lại còn tranh lái ngay từ đầu, thậm chí còn cãi nhau, rồi hỏi em có biết lái xe không, thì có giải quyết được chuyện gì không? Tất nhiên là không. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nóng giận không có ích gì hết. Đừng thỏa mãn cơn bực tức của mình bằng cách chăm chăm đổ lỗi cho người khác mà không nghĩ đến hậu quả về sau. Thay vì nổi cáu, chửi bới thì bình tĩnh, hít thật sâu, bạn sẽ thấy mọi chuyện nhẹ như lông hồng. Trong cuộc sống của người lớn, có một loại tu luyện gọi là không nổi nóng khi có chuyện, không nóng giận, nhìn thấu đáo, suy nghĩ thoáng và buông bỏ là một kỹ năng và một khuôn mẫu sống đẹp. Trước những khó khăn khác nhau trong cuộc sống, hãy học cách kiềm chế tính khí, không nóng giận, chấn chỉnh tâm lý, lạc quan, đối mặt với mọi thứ để sống một cuộc đời hạnh phúc. Tác phẩm Binh Pháp Tôn Tử có viết rằng, chủ tướng không thể khởi binh khi đang tức giận và không thể chiến đấu khi lòng bực bội. Ngay cả khi anh ta là một người có khả năng tuyệt vời, anh ta sẽ không đi được quá xa nếu hành động trong lúc nóng nảy. Vậy làm cách nào để bớt nóng nảy? 1. Học cách dịu dàng. Răng người thì cứng còn lưỡi thì mềm, ở cuối đời, răng sẽ không còn nữa, nhưng lưỡi thì ngược lại. Thế nên hãy học cách dịu dàng để cuộc sống của bạn có thể lâu dài hơn. Tục ngữ có câu, trong cương có nhu, trong nhu có cương, cứng nhắc thẳng thắn quá nhiều thì cũng không tốt mà mềm yếu, nhu nhược quá cũng chẳng xong. Tuy nhiên nếu biết hòa hợp sẽ làm nên chuyện lớn. 2. Học cách nhẫn nại.
Đôi khi, đứng trước vấn đề khó giải quyết, bạn hãy bình tĩnh và lùi lại một bước, nhẫn nại để giải quyết, để hóa giải, biến chuyện dữ hóa lành. Biến những chuyện lớn hóa những điều nhỏ nhặt, còn chuyện nhỏ nhặt thành không có gì bằng năng lực và trí tuệ của mình. Với sự kiên nhẫn, chúng ta có thể phân biệt điều tốt và điều xấu, thiện và ác, đúng và sai, và tìm cách giải quyết hợp tình, hợp lý và hợp pháp. 3. Học cách quý trọng sức khỏe. Chúng ta luôn nói rằng phải hiếu thuận với bố mẹ, có rất nhiều cách thể hiện, tuy nhiên nhất định là phải chăm sóc tốt cho bản thân mình để bố mẹ không phải lo lắng. Có câu nói rằng, thân thể là bố mẹ ban cho, không làm tổn hại thân thể của mình chính là đạo hiếu. Trong công việc vì để sinh tồn, có lẽ chúng ta không thể không bận rộn, thức đêm, ngủ không đủ giấc, nhưng hãy nhớ rằng dù bạn có đi bao xa, bay cao đến đâu, điều mà bố mẹ quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của bạn. Muốn sống khỏe thì nhất định cần phải duy trì sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt không chỉ tốt cho bạn, mà còn khiến bạn bè và gia đình cảm thấy thoải mái, thế nên đó cũng là hành động thể hiện lòng hiếu thảo. 4. Học cách nhận lỗi. Con người thường không thừa nhận sai lầm của mình, mà cứ đổ lỗi cho người khác. Họ luôn cho rằng bản thân họ đúng, còn người khác thì làm sai. Người ta thường đổ lỗi cho cha mẹ, bạn bè, người xa lạ, kể cả trẻ em, hoặc những người không tốt với bản thân họ. Họ chẳng mất gì, mà còn có thể giải tỏa cơn tức giận trong lòng mình, trong khi người khác lại phải chịu trận. Trên thực tế, đổ lỗi cho người khác là một hành động hết sức sai lầm. Hành động này làm tổn thương người khác và có thể giết chết các mối quan hệ của bạn. Học cách thừa nhận sai lầm là một hành động tuyệt vời, chứng tỏ bạn đã trưởng thành và dám chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. 5. Học cách buông bỏ kịp lúc. Thực ra, cuộc sống này cũng giống như một chiếc vali. Khi bạn cần nó, hãy xách hoặc kéo nó. Khi bạn không cần nó, hãy đặt nó xuống. Đừng ôm nó đến nỗi mỏi cả tay, cũng không bỏ xuống. Làm thế thì chỉ có bạn mệt thôi. Cuộc đời mỗi người thì có hạn, hãy biết cách buông tay kịp lúc. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.